Âm thanh ma quái chỉ có 2% dân số toàn cầu nghe được. Bạn có nằm trong số đó? Nếu bạn khó ngủ, thường xuyên nghe những âm thanh kỳ lạ không thể gọi tên, phải thường xuyên dùng đến âm thanh khác để dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, thì có lẽ bạn đã thuộc 2% dân số đặc biệt này rồi. Âm thanh kinh dị này sẽ xuất hiện vào giữa đêm khuya và một khi đã nghe được, bạn sẽ bị nó ám ảnh mãi về sau. Nó được gọi là the hum, tạm dịch là tiếng ầm ầm, được miêu tả là một âm thanh đều đặn, nghe có phần giống tiếng máy bay, được nghe ở nhiều địa điểm phân tán khắp toàn cầu như Taos, New Mexico ở Mỹ, Bristol, nước Anh và Lough của Scotland. Điều gây khó chịu về the hum không chỉ là cảm giác nó gây ra cho tâm trí người nghe, mà còn là việc tại sao nó chỉ ám ảnh số ít 2% dân số ở những khu vực nhất định. Tạp chí Life Science còn xếp hạng nó nằm trong top 10 hiện tượng bí ẩn chưa thể giải thích được. Các báo cáo bắt đầu lan truyền trong những năm 1950 từ những người chưa bao giờ nghe thấy điều gì bất thường trước đây. Đột nhiên, họ bị ám ảnh bởi một âm thanh ồn ào, tần số thấp, khó chịu, đập thình thịch hoặc rầm rầm. Các trường hợp này dường như có một số yếu tố chung, chỉ được nghe thấy trong nhà và vào ban đêm thì rõ hơn ban ngày, phổ biến ở nông thôn hoặc ngoại ô, và chỉ có khoảng 2% những người sống ở bất kỳ khu vực dễ xuất hiện the hum nào có thể nghe thấy âm thanh, và hầu hết trong số họ ở độ tuổi từ 55 đến 70. Chưa hết, hầu như mọi người trong số đó khẳng định nó giống âm thanh rền rền của động cơ diesel. Tồi tệ hơn, nó khiến người ta dần trở nên tuyệt vọng và mất tỉnh táo vì sự khó chịu của nó. Hầu hết các nhà nghiên cứu điều tra về the hum đều bày tỏ sự tin tưởng rằng hiện tượng này là có thật, càng chắc chắn họ không phải là sinh vật ngoài hành tinh. Nhiều giả thiết được đưa ra là âm thanh này xuất phát từ thiết bị công nghiệp, thiết bị sưởi ấm, đường khí đốt cao áp, đường dây điện, thiết bị liên lạc không dây hoặc các nguồn khác. Nhưng chỉ trong một số trường hợp, the hum được liên kết với nguồn cơ học hoặc điện. Có một số suy đoán rằng tiếng hum có thể là kết quả của bức xạ điện từ tần số thấp, chỉ một số người mới nghe được. Các giả thuyết khác bao gồm các thí nghiệm quân sự và thông tin liên lạc dưới biển. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết quả chính thức. Bạn có nghe được tiếng ồn này mỗi đêm không? Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé.